chào mừng quý độc giả đồng hành cùng Phong Thủy và Số Phận. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bật mí những điều huyền diệu xung quanh cái tên của mình. Mỗi con người khi sinh ra đã được đặt cho mình một cái tên riêng biệt. Thế nhưng đó không đơn thuần chỉ là tên, mà nó còn chứa đựng những huyền cơ về cuộc sống của chủ nhân mà chúng ta không hề biết đến. Xem tử vi tên là phương pháp luận giải tương lai, vận mệnh của quý bạn thông qua tên gọi của mình. Xem tử vi tên sẽ sử dụng tên của con người, sau đó áp dụng sự huyền bí của phép luân chuyển kinh dịch để luận đoán. Với một cái tên sẽ tương ứng với một quẻ trong kinh dịch, phản ánh tất cả những điều liên quan đến cuộc sống của con người. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn có một kết quả chính xác nhất về tên của mình. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tên Bảo Thoa. Tên của bạn ứng với số 8. Số 8 tượng trưng cho quyền lực, thành công, chiến tranh và tàn phá. Có ý nghĩa lúc nào cũng phải tôn trọng công lý và đề phòng những tai nạn hiểm nguy và sự suy sụp, tàn phá. Số 8 liên hệ với sao hỏa tinh và tương đương với lá bài Tarot Hùng. Tên của bạn ứng với số 8. Số 8 là tượng trưng cho quyền lực, thành công, chiến tranh và tàn phá. Có ý nghĩa lúc nào cũng phải tôn trọng công lý, đề phòng những tai nạn hiểm nguy và sự suy sụp, tàn phá. Số 8 liên hệ với sao hỏa tinh và tương đương với thần hùng cường trong bài Tarot. Xét về tính tình và nhân cách, người mang số 8 có khả năng thiên phú về tập trung tư tưởng và chú ý, tự rèn luyện và khuôn khổ kỷ luật. Có nhiều cá tính và ý chí sắt đá, là những người có quyết tâm khai sơn phá thạch, ít khi làm việc gì mà không để hết nhiệt tâm, rất chân thành, cực đoan và cuồng nhiệt. Rất ghét những gì tầm thường, hoặc là thành công rực rỡ, hoặc là can tâm thất bại ê chề. Tự rèn luyện khắc nghiệt và có khuynh hướng lôi cuốn người khác đi theo con đường của mình. Đôi khi thích hoạt động vì quyền hành, nhưng thường tin rằng những người xung quanh cũng cuồng nhiệt phục vụ cho một lý tưởng như mình. Nhiều khi tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng là người rất tốt bụng. Nếu có vẻ xa cách là bởi họ không biết cách hoặc khó biểu lộ cảm xúc. Thường có vẻ cô độc, thích được kết bạn với những người khác, nhưng không đi đến chỗ thân mật được. Nhiều nghị lực và hoạt động, thích theo đuổi những mục đích có cả tinh thần lẫn vật chất, không chịu được sự thất bại khi đã dấn thân vào việc gì. Dẫu là tiêu khiển hay làm thật, cũng mong hòa hoặc thắng. Trong những lần đầu gặp đầu tiên, nhiều người sẽ bị quyến rũ ngay bởi sức mạnh nhân cách của họ, như bị thôi miên vậy. Tuy nhiên, càng tiếp xúc lâu với người số 8 nhiều, sự mến phục này ngày càng giảm đi và số 8 bị mất dần những người ái mộ. Khi muốn, họ tự tạo cho mình sự nổi bật và duyên dáng, nhưng họ rất ít khi làm như vậy, trừ những lúc họ cảm thấy thực sự cần cho họ. Vì ham muốn đạt được mục tiêu, đôi khi họ trở nên cứng rắn, khắc nghiệt với những người mà họ không có tình cảm. Là người bạn rất trung thực và tin cẩn, thường sẵn sàng đứng lên bênh vực và che chở những người thân của họ. Với kẻ thù, họ trở nên đáng sợ vì họ rất khó quên với những xích mích dù nhỏ nhặt. Và khi đã bùng nổ tranh chấp hay hiềm khích, họ sẽ chiến đấu đến cùng. Trong công việc, năng khiếu và tiền bạc, họ thường thành công rực rỡ với những chức vụ quan trọng, nhất là những địa vị hữu quyền. Vì ngoài khả năng tập trung chú ý, tự ghép mình vào khuôn khổ kỷ luật, họ còn là những người làm việc có kế sách chặt chẽ, có sáng kiến và biết áp dụng những tư tưởng mới lạ. Khi tận lực cho công việc, họ có thể đạt đến tột đỉnh của thành công. Tuy nhiên, vì có tài năng và muốn lãnh đạo, họ cần phải thận trọng lựa chọn những con đường. Bởi vì nếu đi nhầm đường, họ là những phần tử đe dọa cho xã hội. Là nhân viên, họ tận tâm trong công việc, luôn tỏ ra nhanh chóng và hữu hiệu. Tuy nhiên, các bạn đồng nghiệp rất dễ hiểu lầm họ, muốn chơi trội hay nhảy vọt trong mọi trường hợp. Trong công việc cũng như giao tế, họ cần phải lịch thiệp, khôn khéo hơn, ít đòi hỏi hơn. Nếu là chủ nhân, họ hăng hái hoạt động và muốn cả nhân viên, tất cả những nhân viên của họ cũng vậy. Họ rất có khả năng lãnh đạo tài chính, có thể nói họ nhúng tay vào việc gì, việc đó hái ra tiền, cương quyết có óc thực tế, biết đánh giá đồng tiền tiêu pha một cách hợp lý, xứng đáng, không chặt chẽ về vấn đề tiền bạc nhưng cũng không phung phí, tiêu pha liều lĩnh, kinh doanh nhiều thắng lợi, rộng rãi với gia đình, bạn bè, nếu cho rằng đó là người tiết kiệm.
biết sử dụng đồng tiền. Về tình duyên, rất ít khi thay đổi. Từ chỗ yêu tha thiết đến hoàn toàn dửng dưng, điều này có thể chứng tỏ tình yêu nồng nàn, say đắm, nhưng có khi lại rất xa cách, lạnh nhạt. Trong tình yêu, rất ít người số 8 tìm được hạnh phúc trong trung dung. Tình yêu với họ là đầy ngọt ngào hoặc là đầy cay đắng. Tuy hôn nhân của họ có thể trải qua nhiều cay đắng nhưng không bao giờ buồn tẻ. Họ là những người hoạt động, dễ làm nảy nở những sự hào hứng mới. Vì vậy, với họ, nhất là nam giới, rất quyến rũ đối với người khác phái. Trong khi họ có thể có rất nhiều bạn thân, họ lại có rất nhiều người mến chuộng trong cương vị tình nhân hay vợ chồng. Nếu các số 2 và số 6 thông cảm được bản tính của họ, hôn nhân sẽ đạt được nhiều hạnh phúc. Họ thường được hài lòng khi kết hôn với số 4, số 7 và số 9, tuy đôi khi thiếu sự nồng nàn. Nhiều khi kết hợp với họ đối với số 3 và số 5 cũng đem lại nhiều hạnh phúc nếu hai người biết tương nhượng lẫn nhau. Họ không thể hòa hợp được với số 8 hay số 1 vì những con số này có bản tính háo thắng, dễ va chạm cho cuộc sống hàng ngày. Mời quý độc giả cùng tham khảo các chương trình tiếp theo của Phong Thủy và Số Phận.